ngồi xuống. Trang ơi, cuốn đề cương hôm bữa gửi đi photo em lấy về chưa? Hôm nay mình bắt đầu ôn tập theo đề cương đó. Dạ, thầy ơi, hồi sáng em đi vội quá cho nên em quên mất đấy thầy. Để ngày mai được không ạ? Có phải quên không? Hay là lấy tiền xài hết rồi? Mà thú quỷ lớp mình đó giờ có phải vậy đâu. Hôm nay thấy cũng hơi lạ nha. Thôi, đưa cho người khác làm thú quỷ đi. Bậy không à? Đúng là tối qua là tao có thấy là Trang ở trong ba bước ra. Nhưng mà không lẽ lấy tiền quỷ mà đi, ta ai đi sao dám thêm. Thì đó, chứ sao dám lấy tiền quỷ mà đi xài, đi nhậu. Lỡ rồi thì thôi. Mọi người lấy tập vở đâu lại bài cũ đi. Bữa sau em nhớ đem cho mấy bạn nha. Dạ vâng, em cảm ơn thầy ạ. Trời ơi, chán ghê. Muốn học bài mới của đề cương mới mà chẳng hề được tí nào. Anh. Ừ? Anh có thấy tụi mình làm vậy là hơi quá đáng với Trang không? Chứ em không thấy nó đối xử sao với Bảo hả? Thì cái chuyện ở ba là đủ rồi. Đằng này vô lớp mọi người cũng tấn công Trang dồn dập nữa. Nó áp lực sao mà chịu nổi. Em là con gái nên em hiểu tâm trạng của nó. Nếu mà em nói em là con gái thì anh cũng là con trai. Anh cũng phải hiểu cảm giác của ông Bảo là sao chứ. Nhưng mà mọi người quá đáng thiệt á. Em thấy thương nó quá. Em sẽ giúp nó. Em muốn làm gì đó chuyện của em. Đừng có lo anh vào. Anh đi gặp Tường Thành đây. Anh Trang, bạn cái gì chưa? Tôi không thấy đói. Không thấy đói hay là không có tiền ăn? Bà đợi tôi một xíu nha. Nè, ăn đi. Cảm ơn bà nha. Bà tốt với tôi quá à. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn. Tôi mới là người phải xin lỗi bà nè. Hôm bữa tôi chỉ ham vui nên mới đi chung với tụi Thành thôi. Chứ tôi không có ý gì đâu nha. Bà đừng giận nha. Tôi cũng hiểu mà. Nên tôi không có trách bà đâu. Bà biết vậy là được rồi. Ăn bánh mì đi. Ủa sao vậy? Bộ bà không thích ăn bánh mì hả? Không phải. Tại vì tôi đang nghĩ một số chuyện thôi à. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Bà đừng lo nữa. Để lát nữa tôi đi gom tiền. Rồi có gì cuối giờ tôi cho bà mượn nha. Thế đó Hiền. Tôi mà, thôi. Bây giờ bà chỉ việc ăn với lại lo học thôi. Còn cái chuyện tiền bạc để tôi lo cho nha. Hiền ơi, bà tốt với tôi quá à. Bà này tôi không biết trả sao cho hết luôn á. Cảm ơn bà nha. Nghĩa gì không biết nữa, bạn bè với nhau không à. Thôi, bây giờ tôi đi gom tiền nha. Có gì cuối giờ gặp lại. Đừng suy nghĩ gì nha. Bà có sai được tiền không Hiền? Ba cái đồ quỷ. Nè, cầm. Cái này là tiền lẻ. Cho đi. Trời, tiền lẻ quá trời luôn. Nè. Còn không bà? Hết rồi đó. Hết rồi hả? Nè, tôi nói cho bà nghe. Bà yên tâm giữ số tiền này đi. Không cần phải cảm ơn tôi. Chỗ bạn bè với nhau, hiểu không? Là bà xoay từ sáng giờ được nhiêu đây hả? Đúng rồi. Cái này là tôi sơ sơ thôi đó. Chứ tôi mà đi kỹ kỹ nữa là được nhiều hơn nữa. Nhưng mà tôi nghĩ cái số tiền này cũng đủ để cho bà ăn uống mấy ngày rồi. Cho nên á, cầm số tiền này lo mà ăn uống nghỉ ngơi, hiểu không? Cho dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải lo sức khỏe của mình trước, biết chưa? Thôi, tôi đi đây. Hiền! Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tôi đâu có định cảm ơn đâu. Đúng là không thể chờ đợi cầu vồng sau cơn mưa được mà. Trang. Thầy. Có chuyện gì vậy? Dạ không ạ. Có phải chuyện cái đề cương không? Dạ. Nói thầy biết đi. Coi thầy có giúp được gì cho em không? Em lỡ dùng lỗ tiền quỹ lớp 2 triệu ạ. Cái gì? Em xin lỗi thầy. Tại vì bữa đó em đi sinh nhật bạn. Em ham chơi cho nên em không để ý. Lúc mà chia tiền ra thì... Nhiều quá đúng không? Dạ.
Thôi được rồi, em biết nhận lỗi là được. Bây giờ thầy tính như vậy, tiền đề cương thầy sẽ ứng trước cho em. Thật là thầy? Ừ, để mấy bạn có đề cương để ôn tập. Em cảm ơn thầy nhiều ạ. Không có sao nhãn chuyện học nghe chưa. Tại vì trước giờ trong lớp em là học sinh gương mẫu. Hy vọng lần này thầy cho em cơ hội là đúng. Dạ. Em cảm ơn thầy. Thầy đã không trách em mà còn... À, qua tháng ba mẹ em gửi tiền á, em sẽ trả lại cho thầy liền nha thầy. Rồi. Thôi, chuẩn bị về đi để trễ. Dạ. Nhớ tập trung học hành đó. Dạ thầy. Ừ. Hiên. Hiên. Đã nói là không có cần cảm ơn tôi rồi mà. Tôi trả lại 50 ngàn cho bà luôn nè. Cảm ơn bà nhiều nha. Cảm ơn nha. Ủa là sao ta? Đã khổ rồi mà còn sĩ diện nữa. Ê Trang. Ừ? Mà ăn cơm trước đi, đừng chờ tao nha. Mày đâu đây? Tao đi chơi chứ đâu mày. Ê, tao nói này, đi đâu thì nhớ về sớm nghe chưa? Còn mày mà về trễ thì bảo bà chủ nhà bà để cửa cho, chứ không lên bà chửi mày tắt bếp đấy. Rồi, biết rồi, nó hoài à. À, con này. Alo, mẹ hả? May quá con đang tính gọi cho mẹ đây. Vụ mùa đợt này thất bại, ba mẹ phải bán rẻ để mong gỡ vốn. Chắc sau này mẹ không gửi tiền lên cho con được. Dạ không sao đâu mẹ ơi, con ở đây vẫn còn nhiều tiền lắm. Với lại con ở đây vừa đi học vừa đi làm luôn mà. À, để tháng sau có gì con làm có được nhiều tiền ấy, xong rồi con gửi về cho mẹ thêm nhá. Vậy thì tốt quá. Vâng, mẹ đừng có lo. Thôi mẹ nghỉ ngơi sớm đi nha. Dạ, con biết rồi. Thế mẹ nha. Em gái, uống nhanh ly em. Dạ, em xin phép em không biết uống ạ. Với lại em đang trong giờ làm á. Làm gì mà làm, em uống với anh cũng đang làm mà. Em gái. Anh làm cái gì đấy? Cái gì đâu mà căng, lại đây anh thương nè. Mày dám này. Dừng lại. Mày là ai, muốn gì? Tụi mày không cần biết tao là ai. Nhưng cô ấy chỉ là nhân viên phục vụ, không phải là người cho tụi mày đùa giỡn. Bây giờ tao muốn giỡn thì mày như thế nào? Muốn giỡn hả? Được, giỡn thì tới đây đi. Massage cơm nguội với dàn kỹ thuật viên vui vẻ hài hước. Đặc biệt, kỹ thuật viên chơi rất giỏi các bộ môn nhạc cụ như guitar, kèn sáo đầy đủ. Mẹ mày. Thôi uống chai đi nè, rách việc. Đi đâu? Đi massage cơm nguội chứ đâu. Số 15 nha, áo bà ba đỏ. Có râu. Không cần cảm ơn đâu. Tôi làm cái gì vậy? Mới đi làm có tí chuyện rồi phản ứng với khách rồi. Dạ, tại vì mấy anh này... Thôi vô gom đồ đi về đi, mai khỏi làm nữa. Có lý. Khỏi nói nhiều, đi vô gom đồ. Mày đẹp muốn làm gì làm. Dạ, mời vô trong. Tôi xin lỗi vì tôi mà cô bị đuổi việc. Tôi phải cảm ơn anh mới đúng á. Nếu mà không có anh á, không biết mấy người kia làm gì tôi nữa. Có vẻ như cô cần việc. Ngày mai cứ việc tới tìm tôi. Tôi không làm nghề của anh được đâu. Đây chỉ là kế điệu hổ ly sơn, chứ tôi không làm nghề này. Đưa điện thoại đây. Đây là tất cả thông tin và số điện thoại của tôi. Ngày mai đến cứ việc gọi tôi.
Alo. Alo, cô tới rồi à? Dạ vâng, tôi đang ở sảnh đấy ạ. Được, đợi tôi một chút nữa. Tình hình trong đây đang căng lắm. Dạ. Vô đi. Làm gì tới trễ quá vậy? Tôi mới chạy có 5 phút thôi mà. Chạy 5 phút rồi đủ ông chửi tôi rồi. Đi vô phỏng vấn đi. Ủa nhưng mà tôi tưởng anh là sếp. Sếp cái gì? Hồi đó tôi làm ốc sếp thôi, giờ là nhân viên của CGV. Gán gán cho đàng hoàng, tôi chỉ là nhân viên thôi. Dạ, sếp. Em chào anh ạ. Chào em. Đây là bạn của em, hôm qua em có nói với sếp rồi đó. À, ok. Em ngồi đi. Dạ. Dạ, đây là hồ sơ của em. Chào em. Cậu đi làm đi chứ còn ngồi đó làm gì nữa. Dạ sếp. Ngắn lên nha. Mày muốn nước? Em cảm ơn anh. Em giới thiệu về em đi. Anh rất là ngạc nhiên về khả năng tính toán của em luôn á. Anh sẽ nhận em và bây giờ anh sẽ sắp xếp người để chỉ em cách bán vé nha. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Tức là em được nhận rồi hả? Ừ, em đã được nhận. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ, em sẽ làm tốt rồi. Em cảm ơn anh. Còn về cái phần bán vé á, thì em cần nắm một số thông tin của những bộ phim đang hot hiện nay nha. Dạ. Để nhưng mà khách có hỏi thì mình tiện thể là giới thiệu hoặc là để cho khách lựa chọn bộ phim phù hợp với mình. Dạ. Thế nhưng mà người lớn á, thì trong tháng này có phim bom tấn là phim Godzilla. Đi chung với gia đình hay là trẻ em thì mình có thể giới thiệu những bộ phim như là Aladdin, Doraemon hay là phim Cảnh cấp thú cưng á. Dạ vâng ạ. Không có gì. Tốt lắm. Tôi thấy cô mới vào nhưng có vẻ thích nghi với công việc đó. Dạ, cố lên nha. Dạ. Trong cái môi trường này chỉ cần cố gắng là sẽ thành công thôi. Thằng khùng này, làm cô lo làm đi. Ở đó mà vô khen người mới làm. Bản thân ông á thì cũng mới vô làm như người ta mà đặt làm phong thái như là sếp không bằng á. Đi làm công việc của ông đi kìa. Làm việc đi. Trang ơi, Trang, hôm nay đi sinh nhật tôi không? Tôi đãi á ba. Ba vẫn bệnh viện. Trang. Ê, vụ của con Trang coi như lặng luôn hả tụi bay? Chứ giờ sao? Nó đâu kiếm mối dường bảo nữa đâu, lấy cái lý do gì mà để chơi nó bây giờ. Ôi, nói gì nói chứ đâu cần phải kiếm mối đâu, cũng có phim coi vậy. Phim gì? Vài bữa nữa tới tiết Hàn Minh. Nó mà không say kịp vụ đề cương coi. Ông xử nó không? Cũng là một ý. Hay. Ê, thôi giờ về đi đánh pizza đi. Ai thua trả tiền chầu ba tối nay. Tao theo phe Thành. Phe phe tao. Mày bao tao đi. Ok, tao bao mày. Tao theo phe mày. Ừ, vậy mới phe play chứ. Được rồi, ba đã mua vé cho con Doraemon rồi nè. Bây giờ ba mua thêm bánh nữa. Lát nữa mình vô trỏng vừa coi phim vừa ăn bánh luôn nha. Dạ. Ừ. Dạ, CGV xin chào anh Dùng gì ạ? Cậu cho tôi 4 phần combo bắp nước đầy đủ. Ba ơi, ba con không ăn bắp được. Tại vì con bị ho ba ơi. Vậy con ăn gì? Con thèm bắp đất ba ơi. Rồi cậu ơi, cậu khoan nha. Cậu lấy cho tôi 3 phần bắp nước bình thường. Và 1 phần cậu lấy nước bỏ bắp và thế bắp nó vô bằng hot đất. Dạ. Ba. Em không ăn, để con ăn cho nó. Cậu ơi khoan đi, tính đi, cái con này nó không làm được. Vậy cậu lấy 4 phần như cũ cho tôi. Dạ. Vậy bắp mình dùng gì ạ? Mình dùng caramel, ngọt, mặn hoặc là phô mai ạ? Cậu lấy cho tôi 1 phần vừa ngọt mix với lại phô mai. 1 phô mai mix caramel, 1 caramel mix mặn với lại 1 cái phô mai mix ngọt. Đủ rồi. Dạ đúng rồi. Ủa anh, bắp mix được hả anh? Dạ chị. Ba, vậy mình lấy 3 phần thôi. Tại vì con muốn thử mùi, con không muốn ăn. Rồi, cậu ơi, cậu sửa lại giùm tôi cái nha. Cậu lấy 3 phần bắp nước. Trong đó có 1 phần caramel mix với ngọt, 1 phần caramel mix mặn và 1 phần là caramel mix với lại phô mai. Hết. Hết, dạ hết. Còn nước thì sao anh? Mình có muốn up lên size lớn không? Mình chỉ tốn có 2.000 cho một lần up size thôi. Tụi em có Fanta, Coca, Sprite với lại nước suối. Ba, con có
ngọt uống coca ba ơi. Không được, con đang ho, con ăn bắp đã ho rồi, con uống nước ngọt lại càng không được nữa. Cậu ơi, cậu cho một cái Fanta, một coca, một Sprite, một nước suối. Mà khoan cậu ơi, không được đâu mà lấy nước suối về nó khóc dữ lắm, nó không uống đâu. Dạ, bây giờ cậu đổ nước suối, lấy Sprite cho tôi nha. Mà quên nữa, con nhỏ chị nó không uống coca được, cậu đổi lấy Sprite luôn nha. Dạ dạ, đổi Sprite luôn. Cậu tính tiền luôn cho tôi bây giờ luôn đi. Trễ dạ, giờ dạ, chưa? Dạ. Sắp tới giờ rồi, cậu ơi nhanh nhanh giùm tôi cái nha. Dạ dạ, anh đợi em chút. Nhanh nhanh giùm cái đi. Là của gia đình nhà mình là 279.000 ạ. Ủa, chị ở đâu mà biết lẹ vậy? À, dạ lúc đầu nhà mình là có một phần bắp bò rồi lấy lần là 8 lần. Nếu mà tính theo số chẵn thì chắc chắn là lấy rồi bò, lấy rồi bò. Và nếu nhanh lấy 100 lần đi chăng nữa cần là số chẵn thì chắc chắn là nhà mình sẽ bò không lấy. Gia đình mình muốn mua thêm 3 nước. Em gợi ý là một mi combo và một CDV combo bao gồm 2 bắp và 3 nước. Phần mi combo có giá là 79.000, mít với vị bắp upside thêm 24.000, CDV combo có giá là 105.000, mít vị 26.000 thêm hot dog 45.000. Tổng cộng của gia đình mình là 279.000 ạ. Cô ơi cô, túm lại là bao nhiêu tiền? Dạ 279.000 ạ. Trời ơi, ở đâu ra cái máy này vậy trời? Rồi rồi, ở đây đây đây, đủ rồi. Nè, đó, kiểm tra lại đi. 279.000 đó, khỏi thối. Dạ, CCV xin cảm ơn ạ. Dạ, dạ không có chi ạ. Cảm ơn Trang nha. Dạ, xin lỗi để anh đợi lâu ạ. Dạ. Dấu, 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 dấu. Làm gì đi nước mau kia nha. Xíu trả, xíu trả. Cảm ơn Vũ nha. Tôi tưởng là Vũ mua cho tôi. Thôi được rồi, chút nữa tôi làm lại cho bà ly khác. Còn cái ly này coi như là tôi cảm ơn Trang chuyện lúc nãy. Cảm ơn Vũ nha. Ủa Trang. Ủa Vũ. Xe bị sao vậy? Tôi không biết nữa, xe bị sao mà từ chiều đến giờ tôi đạp hoài không lên. Để tôi coi coi sao. Xe tôi sao vậy Vũ? Phải kiểm tra mới biết được. Xe tháo ra tùm lum hết trơn. Biết thì sửa, không biết thì thôi. Tài lanh má, mà nó sửa ngàn đối diện tiệm mình mới cay chứ. Thôi anh ơi, rồi cho xin lỗi mà xe mình hư nặng anh. Cái xe mày đi bị chết mua ghi thôi à. Mà ngặt cái mày tháo tùm lum ra, giờ người ta đang mò gắn lại, không biết nào mới xong nữa nè. Đợi tôi đi. Nè anh ơi, anh ơi, quên nữa. Gì? Gì? Tháo dư nhiêu luôn hả? Dạ. Thì em tôi sắp đóng cửa rồi, tôi gắn cái này đợi biết nào, thôi mai lấy đi, nó mò từ từ. Thôi, không sao đâu Trang, yên tâm đi, có gì tôi chở Vân về. Ồ, cảm ơn Vũ nha. Mày dám không chở nó về không? Sợ nhất như mấy thằng ngu mà tỏ vẻ thông minh như mày, tự lanh. Đi đi mày, mai lấy. Tháo, banh hết rồi. Có cảm ơn chú ạ. Gắn gắn, giúp em anh. Rồi mai lấy đi đi mày, tôi gắn nó mò nãy giờ nè, mệt quá. Cảm ơn anh nha, tới nhà tôi rồi. Nhà cô ở đây hả? Ừ, tôi ở ghép với bạn ở đây nè. Ồ, cảm ơn anh hôm nay nha, tôi vô nhà nha, bye bye. Bye. Quả tang anh đứng rình trộm tôi đấy nhá. Đấy, có chuyện gì muốn nói nữa thì nói nhanh lên. Trả cho Vũ cái áo. Thì đúng rồi.
Trang xuống đây trả áo cho Vũ mà. Này, chàng biết sao không? Đây là cái áo Vũ rất là quý, tại vì của mẹ Vũ tặng, không thể nào làm mất được. Nếu như mà Trang thích á, thì Vũ sẽ mua tặng Trang cái khác. Chứ đừng có làm vậy, kỳ lắm, rất kỳ. Thôi, Vũ về nha. Chuyển mưa mất rồi. Trời sắp mưa rồi đó, có vô thì vô đi. Dạ. Trời sắp mưa rồi đó, Vũ về thì về lẹ đi, nhanh lên. Cô nói trời sắp mưa rồi, có vô thì vô đi mà. Thì cô bảo vô là cô bảo Trang vô chứ đâu phải bảo Vũ vô đâu. Cô này khó tính lắm, đâu có cho người lạ vô nhà đâu, về lẹ đi nhanh lên. Ừ, mặc áo vô nha. Tất nhiên áo rồi. Mẹ Vũ đó. Tất nhiên rồi. Ừ, bye bye. Phải mặc chứ, chứ không mất à. Ừ. Nè. Dạ. Hồi nãy trời đang mưa, sao cô bảo con kêu bạn con vô mà con không kêu vô? Rồi sao con đuổi nó về vậy? Là hồi nãy cô bảo con, bảo bạn con vào đây hả cô? Ừ. Con có biết đâu, thì cô bảo con vô thì con tưởng cô bảo chỉ mình con thôi, còn bảo bạn con về đi. Trời nhỏ, không biết nó có đem áo mưa theo không nữa. Ô, thầy tới. Chào cả lớp. Chào thầy. Hôm bữa thầy có hẹn lại bạn Trang là hôm nay phát đề cương cho các bạn. Em phát nó giùm thầy nha. Trời ơi, bây giờ tự nhiên em nó không có đề cương quá thầy. Em nó không có đề cương tí. Em làm xung phong làm bài với thầy. Ồ, hôm nay mà không có đề cương nữa, chắc mình phải tự bỏ tiền túi ra giúp mấy. Nè. Phim của mày đâu? Ôi, hồi sáng tôi thấy nó đi xe ôm tới trường, không có đi xe riêng của nó. Ê, có nào cứng xe nó luôn không? Chắc vậy á, chứ tiền đâu ra. Có tiền rồi hả bạn? Tất nhiên. Đi ba nữa không? Làm bài vé chứ. Em xong rồi ạ. Ừ. Hồi nãy bảo Xuân Phong lên làm bài đúng không? Lên giải thầy câu số 1, đề số 1 nha. Cái gì đây? Tôi suy nghĩ lại rồi. Hôm bữa bà trả lại tôi 50 ngàn. Không phải vì bà tự ái, mà tại vì ít quá đúng không? Cho nên bữa nay tôi đi gom thêm á. Bà cầm lấy số tiền này, lo ăn uống cho đầy đủ vô. Dù chứ có chuyện gì xảy ra cũng phải lo cho sức khỏe của mình, biết chưa? Bà đúng là tốt thiệt luôn á. Đúng là khi gặp chuyện mới biết được ai là người thực sự tốt với mình đó bà. Ừ. Bà cầm lại số tiền này đi. Tôi có tiền rồi, cho nên tôi không cần tiền nữa đâu. Thế cơ hả? Ừ. Tôi lo là chuyện của tôi rồi mà. Thấy chưa? Tôi đã không giúp thì thôi, tôi giúp là bà qua cơn hoạn nạn liền. Cảm ơn bà nhiều lắm luôn á. Sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, bà cũng phải tìm tôi nghe chưa? Tôi hứa là tôi sẽ giúp nhiệt tình luôn á. Ừ. Bây giờ tôi sẽ dùng cái tiền này, tôi dẫn bà đi coi phim. Tụi mình sẽ coi phim Godzilla. Tôi nghe nói phim đó đang hot á. Ừ, bà nên coi phim đó nha, phim đó hay cực kỳ luôn á. Quái vật đánh nhau gọi là tá lả luôn. À, còn có cái con quái vật gì mà gọi là ba đầu sáu vú hơi bị ghê luôn đó bà. Ôi giờ hẹn gì tôi coi trailer thấy hay quá trời luôn á. Ủa mà bà coi chưa? Rồi, coi rồi mới biết mà kể cho bà chứ. Đi xuống căng tin đi mua đồ ăn nha. Dễ thương ghê chưa? Kiểu này nó cứng xe nó chắc luôn á, chứ tiền đâu đi coi phim. Ngu. Cho dù nó cứng xe thì nó cũng đâu dư giả tiền gì để đi coi phim. Mày không tính cho nó chuột xe hả? Tao thấy cái vụ này càng ngày càng hay á. Còn Tùng coi lại anh Hiền nha, chơi hai phe kìa. Kệ nó đi. Lấy xe chưa? Chưa, nãy học xong tôi chạy qua đây làm luôn cho kịp giờ chứ đã lấy xe đâu. Thôi được rồi, chiều tôi chở Trang đi lấy xe. Vậy có phiền ông không? Tôi nhờ nhiều tôi cũng ngại quá à. Dù gì cũng là lỗi của tôi mà. Xin giải viên xin chào. Ủa? Ủa Trang? Tùng Hiền muốn coi phim gì?
Lấy với Tùng Godzilla đi. Hai bạn muốn ngồi hàng ghế nào? Có dùng combo gì không? Chắc khỏi đi, lát nữa Tùng mua riêng. Em ngồi ở đâu em? Ngoài hát đi ha. Lấy Tùng hát đi, 9-10. Giá vé của mình là 220 ngàn. Xin CV, cảm ơn. Đói bụng. Chảo 5 ngàn này. Quay cái gì mà quay đã bảo đói bụng. Nhưng mà chảo 5 quay cái gì đi. Mà quay, quay cái gì? Sao đi chỗ khác? Chảo mà quay cái gì mà quay, đói bụng. Đói bụng. Dạ. Trong tập này sẽ xuất hiện một nhân vật rất là mới, đó chính là Ten Ten Ten. Chào mọi người nhớ xem tập 2 của phim Anh Là Ai nha. Thì tôi quay hôm nay, ngày mai là tôi sẽ đi Đà Lạt để quay những cái cảnh đầu tiên của phim 2 Team Season 6. Mọi người nhớ ủng hộ cho Pháp TV, lấy cái nút vàng, lấy lộn, lấy cái nút kim cương cho đúng rồi, cho tương lai nha. Rồi, mai nha. Rồi giờ ta lên đóng cửa rồi lấy chúng ta mở đâu. Rồi mày lấy đi. Giờ tao muốn giỡn thì làm sao? Bây giờ mày muốn giỡn không? Giờ tao muốn giỡn thì mày sao? Giỡn thì tới đây đi. Mát xa cơm nguội. Chỉ là viên vui vẻ hài hước. Má gì cơm nguội. Mát xa cơm nguội. Chỉ là viên vui vẻ hài hước. Đặc biệt chơi rất giỏi các loại. Đặc biệt chơi rất giỏi các loại nhạc cụ. Guitar, hiện sau này. Đặc biệt sao? Mới tiện các em chỉ được viên sửa xe. Ở Buri, xúc xe con. Mày mất thời gian của tao quá. Uống nốt cái đi tôi quay. Ngồi xuống, ngồi xuống. Mày massage cơm ngủ chứ đâu. Rách việc. Đi làm mới có tí chuyện là phản ứng với khách rồi. Vô lấy đồ đi, mai có rồi đi làm nữa. Mua bạn đi, không biết gì đi. Vô lấy đồ về. Cười cười sợ liền.
Nhìn Thái nè, nhìn Thái thì cười. Nhìn áo lần được rồi. Nhìn áo rồi sao